thân vì chính nghĩa. Oh yeah. Những gương mặt sáng lửa cháy sáng bừng trong trái tim, những gương mặt sáng vì nghĩa luôn xa tàn. Những gương mặt sáng bạn ơi nhắc mình luôn vững tin, những gương mặt sáng mặc gió mưa cát cạn. Nào bạn ơi cùng nhau ta tiến lên, đừng quan tâm lý do người ta nói, đừng lung lay ý chí của riêng mình, cùng mở ra sức xe liên hệ. Chào các bạn, tớ là Sirius. Ngày anh tớ đón tớ tới thành phố lớn đã xảy ra những chuyện không thể tưởng tượng được. Thì ra chiếc xe hơi đồ chơi màu đỏ mà bên tớ từ nhỏ tới lớn có một nguồn năng lượng vô cùng thần bí. Nó là một đội cùng với một chiếc xe đỏ khác. Thần kỳ nhất là hai chiếc có thể hợp thể lại với nhau, biến thành một siêu xe thần thú cực cool ngầu. Và càng thần kỳ hơn nữa là những con siêu xe này, tất cả chúng đều có linh hồn. Thì ra trò chơi siêu xe biến hình này có thật. Những người sở hữu những con siêu xe thần thú này được gọi là siêu xe chủ. Những chiếc xe hợp thể trở thành những con quái thú mạnh mẽ. Hãy gia nhập vào quyết đấu siêu xe của chúng tôi, cùng nhau đi săn nào. Trong câu chuyện của tập trước, Luffy gặp Daisy, thì ra là người của đội săn đêm tối. Sirius và các bạn chiến đấu với Daisy. Tình hình vô cùng nguy hiểm. Cuối cùng cũng đã giành được thắng lợi. Đối diện với sự nghi ngờ của bạn bè, Luffy lại nghĩ Daisy không phải là người xấu. Dương dai nào, duỗi chân nào. Sam, cậu có ổn không? Thử lại lần nữa, chắc chắn làm được đó. Ổn hả? Tôi không ổn chút nào. Từ lúc bị Sirius đánh bại, tớ luôn cảm thấy rất khó chịu. Tại tớ đến Daisy cũng thất bại rồi. Cho nên cái gì? Cho nên đội săn chúng ta cần phải mạnh hơn, có sức ảnh hưởng lớn hơn. Ý ngươi là gì? Sắp có đại tướng gia nhập góp sức cho đội săn chúng ta rồi. Ta phản đối. Tứ đại tướng do Hida đại nhân tuyển chọn là những người tài giỏi nhất trong các siêu xe chủ, sao lại có thể tùy tiện? Harris, chuyện này không tới phiên ngươi lo đâu. Ta hiểu tâm trạng của ngươi. Có người mới gia nhập nên người lo sẽ bị cho ra rìa, có đúng không? Ngươi im miệng đi. Không được vô lễ với Harris. Khủng láo. Sadat, phấn chấn lên nào. Vậy mới đúng. Bạn mới đến rồi, các người phải giúp đỡ lẫn nhau đó. Lớp kiếm đạo. Tớ đồng ý. Hả? Không ngờ mới nói mà Leo đã đồng ý rồi. Cùng chúng ta chiến đấu với đội săn. Bạn bè phải vậy mới đúng. Cậu đừng vui mừng quá sớm. Tớ có một điều kiện. Hả? Hệ thống điều lệ tu luyện 88 khoản. Muốn đánh bại đội săn nhất định phải nghe theo tớ.
Long. Nè, ngày nào cậu cũng giành chơi. Hôm nay cậu thua rồi. Tới lượt bọn tớ. Thua còn không chịu nhận. Được rồi, bọn mình cùng chơi đi. Ai đó? Đứng lại. Khỉ thật, đâu mất rồi? Sam, nơi này rất nguy hiểm, cẩn thận đó. Tớ mà biết sợ sao? Lúc nãy rõ ràng nhìn thấy hắn chạy về hướng này mà. Sao bây giờ? Sam, phía sau kìa. Siêu xe thần thú. Đừng hòng đắc ý. Siêu xe thần thú không đăng nhập vào hệ thống siêu xe mà lại có lực tấn công mạnh như vậy sao? Tiểu Sam, đừng xem thường tớ. Sam, chúng ta phản công nào. Phải, Phoenix, phân thể tấn công. Biết dùng cả chiêu này. Ngươi rốt cuộc là... Thật không ngờ Sam tiếng tăm lừng lẫy lại có ngày hôm nay. Ngươi là ai? Ta lại không quan trọng, nhưng chỉ cần biết ta tới đây để giúp ngươi. Bớt nói nhảm đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nói mau. Rất đơn giản, mục đích ta tới hôm nay là lôi kéo sức mạnh vô địch của ngươi. Ngươi có muốn đánh bại kẻ địch của mình không? Một lần nữa trở thành Sam vô địch như lúc trước. Chỉ cần ngươi gia nhập đội săn đêm tối của ta, mọi việc đều thành hiện thực hết. Một tên chỉ dám tập kích trên đường như ngươi khẩu khí cũng lớn quá đó. Ta đoán không sai, ngươi đúng là không dễ khuất phục. Vậy chúng ta cá cược một trận nào. Cá cược? Ngươi có 30 giây để chạy thoát khỏi đây. Nếu ta không đuổi kịp thì coi như ngươi thắng. Còn nếu ngươi thua thì phải chấp nhận yêu cầu của ta. 1, 2, 3. Phoenix, cậu làm gì vậy? Cậu chạy đi, tớ đánh lạc hướng bọn chúng. Chạy mau. 10, 11, 12, 29, 30. Bắt đầu truy đuổi. Sao hả? Đội săn đêm tối bọn ta không chỉ biết tập kích thôi đâu. Ngươi có ý gì? Muốn hạ nhục ta sao? Không không, ta sẵn sàng cho ngươi thêm cơ hội nữa. 3, 2, 1. Thần thú quyết đấu. Không sai, chỉ cần ngươi đỡ được 3 chiêu của ta, ta hứa sẽ không làm phiền ngươi nữa. Ta không những đỡ 3 chiêu của ngươi, mà còn phải đánh cho ngươi tơi bời. Đã đăng nhập vào khu 21 Bắc hệ thống siêu xe, khu vực kết giới băng. Chiêu thứ nhất. Đi.
Siêu xe thần thú của đội săn có thể tấn công bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta không chỉ cần tăng cường sức mạnh của siêu xe thần thú, siêu xe chủ cũng cần tập luyện. Cuối cùng cũng được nghỉ một lát rồi. Tối nào cũng luyện tới 11 giờ, tớ chưa bao giờ phải vất vả như vậy hết. Tập luyện xong còn phải nghe William phân tích số liệu. Tất cả đều tại đội săn nửa đêm tối đen gì đó. Là đội săn đêm tối đó. Đúng rồi, cảm ơn cậu Dragon. Không được giải lao. Các cậu giác cái này lên cùng hít đất với bọn tớ nào. Này, sao lại đánh tớ? Kiếm của kiếm thủ không thể rời tay. Đáng đánh. Trước trận chiến phải chấp tay tôn trọng đối thủ. Cậu cố ý phá tớ. Nghỉ 3 phút. Bớt giận nào, bớt giận nào. Đã trở lại rồi. Người luyện kiếm tâm phải tỉnh. Toàn bắt nạt tớ thôi. Nghỉ 3 phút. Bớt giận nào, bớt giận nào. Leo, luyện tập như vậy nghiêm khắc quá. Bọn tớ không thích ứng được đâu. Đội săn đối phó với chúng ta không hề nương tay. Vì vậy chúng ta càng không thể dễ dãi được. Nhưng chúng ta là một nhóm mà. Chỉ cần tìm ra phương pháp chiến đấu phù hợp nhất cho mỗi người thì có thể phát huy sức mạnh đồng đội rồi. Luyện tập gian khổ mới là cách tốt nhất. Không còn cách nào khác để mạnh hơn đâu. Tớ cũng đồng ý với cách của Leo. Tên William chết tiệt. Như vậy nha, tớ và Luffy cùng cậu và William đấu một trận. Ai thắng thì nghe theo người đó. Được. Đánh nhau nữa rồi. Sam, tên này mạnh quá. Nếu không sao hắn xứng là đối thủ của tớ chứ. Muốn khoác lác thì tiếp xong 3 chiêu đã. Chính là chiêu này. Phoenix, phòng William mưa băng của hắn. Hắc vũ bộc phá. Trong hệ thống siêu xe, chiêu thức của người chẳng có gì đáng sợ. Phoenix chủ động tấn công. Rõ. Chiêu thứ hai. Khi rơi xuống đất, cánh bị đóng băng sẽ dở dụng ra. Phoenix xoay tròn cơ thể, dùng sức nóng của lực ma sát để phá băng sao? Nhìn rõ chưa? Wolf, đây là điệu văn lộng lẫy của ta đó. Sam, ngươi quả không hổ danh. Đội săn bọn ta tìm đúng người rồi. Bỏ đi nha. Sẽ có một ngày ta là bá chủ thế giới. Mà bá chủ có quyền lực tối thượng, không cần đồng bọn đâu. Cậu sẽ đổi ý nhanh thôi. Wolf, quay lại. Yeah.
Đó là gì vậy? Tớ cũng không biết, nhưng thấy hơi lo. Cuồng bạo tất sát, quyền băng phá. Hoan nghênh đã đăng nhập vào khu 20 Nam hệ thống siêu xe, khu vực rừng gai. Không được nghỉ ngơi ngày nào hết. Cậu có ý chí một chút được không? Lần này tớ nhất định đánh bại cậu. Vừa đúng ý tớ. Sao cậu chẳng để tâm chút nào vậy? Horse, xông lên giết nó. Không phải, chỉ là thử sức thôi mà. Cậu và tớ sinh cùng năm 2006 đó, không cần nương tay đâu. Cậu nói gì hả? Olabia, xông lên. Dragon, cậu sao rồi? Hết sức rồi. Tớ chỉ chờ lúc này. Tiger, cậu ta không còn sức rồi. Dùng đòn cuối cùng tất sát chi đi. Được. Sát chi, phá sát kiếm. Dragon, cậu cố lên. Tớ không được rồi. Dragon, cậu làm được mà. Chỉ còn một hơi thở, chúng ta cũng không từ bỏ. Đúng. Cậu quên rồi sao? Chúng ta là nhóm bạn kiên cường nhất trên thế giới này. Tớ không thể thua. Sao có thể? Tiger, không được cho họ cơ hội trở tay. Bởi vì dũng khí và nghị lực có thể chiến thắng mọi sức mạnh. Tất sát chi, liệt kiếm quả. Những gương mặt sáng lửa cháy.